Trong không gian tĩnh lặng của ngôi nhà nhỏ tại thôn Tân Đức, xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, người đàn ông 70 tuổi Nguyễn Vũ Thân tỉ mẩn lau chùi cây đàn tính tẩu đã gắn bó với mình từ hàng chục năm qua. Là người dân tộc Thái đến từ Lào Cai, năm 1986, gia đình ông Thân vào vùng đất Lâm Hà để làm kinh tế mới theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Trên miền đất mới, những lớp người cao tuổi ở thôn Tân Đức cùng nhau tập hợp thành đội hình văn nghệ. Khi có dịp là họ lại đàn hát cho nhau nghe để vơi bớt đi nỗi nhớ quê nhà. Cái ý nghĩa của cây đàn tẩu này nó như thế nào? Ý nghĩa của cái đàn tẩu này thì cũng như nói hồi nãy là thứ nhất là cái truyền thống từ xưa tới nay thì thứ nhất là nó đi theo then để then hát. Rồi còn thứ hai nữa là nhiều khi mình cũng dùng đến múa xòe, như điệu múa thì như là đầu mùa nắng tốt tươi ấy, thì cũng đánh để cho các em thiếu nhi nó nhảy múa, nhưng mà múa mặc cái đồ dân tộc của chúng ta là múa khăn. Thế dù nó có nhịp từ đơn ti đi 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 đơn ti đơn ti đi đơn, đó, đầu hè nắng mới lên chim ơi hãy bay về tung cánh vì xa lúa chim vàng à ơi, thì trong đó nó cũng có cái nốt của phổ thông của mình, phong tục tập quán của người dân tộc Thái của mình đó. Phải nói là nó cũng mất gốc rồi, mình thử ra là bây giờ là ý là cũng muốn tìm tòi học hỏi và sau này sẽ truyền đạt lại cho các cái con cháu để phát triển về cái văn hóa nghệ thuật của cái dân tộc Thái. Mong muốn thứ nhất là được một cái đờn nó đánh cho nó chuẩn. Thứ hai nữa thì mình cũng muốn tập cho các cháu đừng để quên cái truyền thống của chúng ta. Được cái đờn của chúng ta là rất có ý nghĩa. Nó từ xưa đến nay đó, mình để đừng để cho nó mai một. Thì tôi sẽ cố gắng như thiếu nhi nhi đầu nhỏ thì sẽ cho đánh cây đờn này để cho cháu nó múa xòe, thí dụ múa quạt hay là múa khăn hay là múa xoay vòng, đó thì tôi sẽ cố gắng. Tiếp nối mạch nguồn của thế hệ đi trước, vào những ngày nhàn rỗi, thế hệ trẻ ở thôn Tân Đức lại cùng nhau tụ họp, trao cho nhau những lời ca, tiếng hát, những điệu múa, và lâu dần họ hình thành nên câu lạc bộ văn hóa dân gian dân tộc Thái. Câu lạc bộ được thành lập nằm trong kế hoạch dự án 6 về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Câu lạc bộ của chúng tôi thì gồm 30 thành viên, kể cả nam và nữ, để chúng tôi thành lập câu lạc bộ này thì mỗi tối chúng tôi đều tới tập những điệu múa của dân tộc Thái để chị em cùng biết đến những điệu múa Thái, những điệu xòe. Cái mục đích và ý nghĩa mình thành lập câu lạc bộ này là như thế nào ạ? Mục đích thành lập câu lạc bộ này thì chúng tôi muốn là mai mốt những thế hệ sau để truyền nối tiếp những bản sắc văn hóa dân tộc, để mai mốt giới thiệu cho những giới trẻ để tiếp nối để không bị mai một. Chăm chút cho con gái trong từng động tác, chị Nguyễn Thị Kim Thanh chính là người truyền cảm hứng và trực tiếp chỉ dạy cho con gái của mình là em Cà Nguyễn Uyên Trang, học sinh lớp 8, trường trung học cơ sở Tân Văn, những điệu múa xòe. Đây cũng là động lực để em Trang trân quý hơn những bài ca, điệu múa mang đậm bản sắc văn hóa Thái. Em tham gia từ lớp học này từ năm lớp 6, mẹ em là người truyền dạy trực tiếp cho em. Sau khi em tham gia lớp học môn này, em hiểu được về văn hóa đồng bào dân tộc Thái. Em mong lên lớp em sẽ chỉ dạy cho các bạn về những điệu múa của đồng bào dân tộc Thái chúng em và phát huy những điệu múa đấy của chúng em. Thôn Tân Đức là được thành lập từ năm 1978 cho đến nay, và cái dân số hiện tại bây giờ là 285 hộ, nhân khẩu là trên 1.000. Về dân tộc Thái thì chiếm khoảng 1/3 dân tộc so với dân tộc Kinh. Để gìn giữ về cái phong tục tập quán của dân tộc Thái
Thế thì cũng hàng năm như lễ hội, lễ Tết thì cũng tập trung bà con, là ví dụ như là mình tổ chức nhảy sạp này, rồi là ném còn, rồi múa các cái điệu múa của dân tộc Thái, và tổ chức các cái món ăn của dân tộc Thái, ví dụ như là các cái món mà mình của người Thái hay thường ăn, thành thử ra là cũng tìm tòi rồi tìm hiểu thêm. Nhìn chung ra là cũng anh em chị em thì cũng tự phát và tự góp ý với nhau để mà tìm lại cái nguồn cội để cho sau này con cháu sau này có cái sự phát triển về cái văn hóa của dân tộc Thái. Thanh âm trong trẻo của tiếng đàn tính tẩu vừa tha thiết ngọt ngào như âm thanh của núi rừng, vừa gần gũi bền dị như sự giao thoa trong cuộc sống giữa con người với thiên nhiên. Và với những người con đồng bào dân tộc Thái ở thôn Tân Đức, âm thanh ấy sẽ là dòng sông, con suối, là mạch nguồn văn hóa cứ thế chảy mãi trong cuộc sống của những người con xa quê.